Xin chào các bạn, trên tay mình đây một chiếc LG G6. Từ trước tới nay, các sản phẩm của LG luôn luôn mang lại những trải nghiệm tốt, nhưng doanh số bán hàng thì chỉ ở mức bình thường thôi. Lý do cho điều này là các thế hệ smartphone trước đây của LG đều gặp phải những lỗi đáng tiếc mà mình không muốn nhắc lại trong video này nữa, khiến cho chỉ số niềm tin của người dùng vào các sản phẩm đến từ công ty Hàn Quốc có phần nào bị suy giảm. Mình cũng đã từng là một người dùng chỉ sử dụng smartphone của một hãng Android từ trước tới nay, đó là Google. Mới có Nexus với cả Pixel ấy. Và mới gần đây là BlackBerry khi họ sản xuất điện thoại chạy Android. Tuy nhiên, chiếc LG G6 này đã phần nào thay đổi quan điểm của một người có phần bảo thủ về lựa chọn smartphone như mình. Sau một thời gian gắn bó với nó, mình có thể nói rằng đây là một trong những lựa chọn smartphone đáng tiền nhất trong tầm giá dưới 7 triệu đồng. Trước khi đi vào những phần đánh giá chi tiết, mình sẽ nói qua những lý do tổng quan nhất đã giúp mình có thể khẳng định như vậy. Thứ nhất, 7 triệu dành cho một flagship của LG mới ra mắt được hơn nửa năm là một mức giá rất thơm, giúp chúng ta phần nào chấp nhận được những lỗi của nó nếu có. Thứ hai, nếu đã nói về lỗi thì LG G6 không ghi nhận các lỗi trên diện rộng. Nếu anh em hỏi mình về lỗi bóng mờ chẳng hạn thì mình khẳng định là G6 ít gặp lỗi này, tức là không phải không có, nhưng chuyện là lỗi hay không thì nó sẽ nằm ở xác suất thiết bị mà các bạn đang sử dụng. Ví dụ như mình thì không hề gặp phải tình trạng này kể cả khi máy nóng lên. Thứ ba, trải nghiệm tổng thể mà LG G6 mang lại là rất hoàn thiện về gần như mọi mặt, và chiếc máy này hoàn toàn có thể phục vụ được các bạn trong thời gian lâu dài. Chúng ta hãy bắt đầu và ít nhất là hãy kiên nhẫn đến khi mình đánh giá pin và camera nhé, bởi vì mình rất là đầu tư vào hai phần này. Đi vào từng chi tiết một, chúng ta sẽ bắt đầu với thiết kế. Ấn tượng đầu tiên về LG G6 của mình là chiếc máy này có một thiết kế rất là gọn gàng, vừa mắt với một kích thước vừa phải, không quá hầm hố, dẫn đến việc cầm nắm dễ dàng và chắc chắn. Nếu như có một phần lý do thất bại của LG G5 đến từ sự lỏng lẻo trong thiết kế module và tổng quan máy có phần hơi cục mịch, thì G6 mang lại cảm giác rất thanh thoát. G6 đã thay đổi rất nhiều so với G5 và thực sự sở hữu một thiết kế đẹp. LG với chiếc G6 này là nhà sản xuất tiên phong trong phong trào thay đổi tỷ lệ màn hình sang 18:9, đi kèm với việc bezel mỏng, tối ưu hóa diện tích mặt trước, loại bỏ các chi tiết thừa ở cạnh trên và cạnh dưới. Như chúng ta thấy ở đây, cạnh trên của LG G6 chỉ có camera selfie, cụm cảm biến và loa thoại, trông khá nhỏ nhắn và tinh tế. Trong khi đó, cạnh dưới chỉ có logo LG. Ba phím điều hướng vẫn nằm ở bên trong màn hình, hơi đáng tiếc một chút. Nhưng điều này đã là đặc điểm của smartphone LG trong suốt những năm qua rồi. Và để các nút điều hướng nằm bên trong màn hình cũng được áp dụng bởi những smartphone Sony hay là Samsung, nhất là khi Samsung chuyển sang dùng màn hình Infinity Display ấy. Nên mình cho rằng đây cũng không phải là một điều gì lạ lẫm với phần đông người dùng nữa. Về tổng thể, G6 cho cảm giác cầm nắm của những chiếc smartphone nam hình. Tổng quan thiết kế của G6 rất cứng cáp, giúp chúng ta cầm yên tâm hơn nhiều so với các thiết bị sở hữu viền màn hình mỏng, cầm cứ trực kiểu sợ rơi ấy. Điều này đến từ chất liệu mặt lưng là kim loại phủ kính rất là chắc chắn, chứ không phải là cái kiểu kính trơn trượt, mà rõ ràng là LG đã thiết kế lại mặt lưng kính này, khiến bạn hoàn toàn không thấy có cảm giác mỏng manh một chút nào. Trong suốt quá trình sử dụng, mình thấy G6 cho một cảm giác thoải mái khi cầm nắm. Mình cũng không dùng ốp, nhưng mà thực sự là tỷ lệ làm rơi trong quá trình sử dụng là rất ít. Vì sự nhỏ gọn để LG nhấn mạnh trên sản phẩm của mình, bạn có thể nhét G6 vào túi quần một cách thoải mái mà không sợ bị cấn, kể cả với túi quần bò. Chuyển sang nói sâu hơn một chút về mặt sau nhé. Chất liệu thì mình đã nói rồi, chúng ta ở đây sẽ có logo G6 ở dưới mặt lưng này. Ở phía trên sẽ là cụm camera kép với đèn flash nằm giữa và cảm biến vân tay đặt ở phía dưới. Nếu như bạn thấy nút home và nguồn đặt ở mặt lưng này có thể gây ra những sự bất tiện trong quá trình sử dụng, thì thực ra những người đã và đang sử dụng máy LG đã rất là quen với điều này rồi. Nếu bạn mới sử dụng LG và bắt đầu với chiếc G6, thời gian làm quen với điều này cũng không đáng là bao cả. Nếu không muốn nói là bạn sẽ làm quen rất nhanh và chỉ cần thay đổi thói quen sử dụng một chút rất là nhẹ thôi. Có thể phản biện rằng nếu như muốn dùng cảm biến vân tay thì lại phải nhấc máy lên khỏi mặt bàn. Tuy vậy thì nhà sản xuất Hàn Quốc đã nghiên cứu rất chi tiết về công thái học và rõ ràng là họ không muốn mạo hiểm thêm bất kỳ chi tiết nào khi đã bắt đầu áp dụng một thiết kế mới. Cảm biến vân tay này ở rất vừa tầm với và khi đã giao tiếp được với máy thì gần như không có khả năng bạn bấm trượt. Độ nhạy của cảm biến vân tay này là rất tốt, kể cả khi nhập vân tay và khi dùng nó để mở khóa. Mình đã thử 3 lần và trong cả 3 lần nhập vân tay thì mình chỉ mất khoảng 6 đến 8 lần nhập liệu, rất ít và rất nhanh. Đồng thời trong sử dụng thực tế, vân tay này bấm một phát là ăn ngay chứ không phải lăn tăn gì nhiều. Mà tay mình thì thuộc loại ra rất là nhiều mồ hôi nhá. Kể cả khi bạn có cho rằng là vẫn có xác suất bấm trượt đi chăng nữa, thì bạn cứ để nguyên máy trên bàn mà dùng cũng được. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn phương thức double tap để mở sáng màn hình. Chuyển sang nói về màn hình, nếu có một điểm gì đó mà không vừa mắt các bạn thì đó là việc góc bo máy và góc bo màn hình đều không vuông như truyền thống và được vát với các góc khác nhau. Đồng thời viền máy và viền màn hình tại khu vực bo không song song với nhau. Tuy nhiên khi bật sáng màn hình lên, những điểm có thể gây ra sự khó chịu cho một số người này không còn nữa. Màn hình và mặt trước của LG G6 mang tới cảm giác rất hài hòa. Chiều ngang của màn hình khá gọn gàng, vừa phải do viền màn hình mỏng, giúp nhập liệu cực kỳ vừa tay. Và khi đã quen với máy thì bạn hoàn toàn có thể nhập liệu nhanh và gần như không gặp khó khăn trong việc thực hiện bất kỳ tác vụ nào. Đây là một màn hình 5,7 inch độ phân giải 2K. Mình cho rằng kích thước này là vừa phải, không quá to cũng không quá nhỏ trong năm 2017. Ưu điểm của nó là cho chi tiết tốt, độ sáng tối đa đạt 500-600 nit, đáp ứng được những nhu cầu về sử dụng trong điều kiện ngoài trời. Mật độ điểm ảnh của màn hình G6 lên đến 564 ppi, khiến chúng ta gần như không nhìn thấy điểm rỗ kể cả khi bạn có xăm soi đến mấy hay là dí sát mắt vào màn hình đi nữa.
Một điểm cộng cho tấm nền LCD trên LG G6 là mức độ chân thực của hình ảnh hiện lên, và điều này giúp chúng ta không bị quá nịnh mắt trong điều kiện sử dụng hàng ngày. Đồng thời nó cũng giúp mình có những trải nghiệm xem ảnh và video trên chiếc G6 này ở trên nền màu sắc nó rất là thực tế. Khi chụp ảnh ra thì G6 cho trải nghiệm xem ảnh không khác biệt quá nhiều so với khi xem trên máy tính, cũng vì sự hiển thị thực tế tốt của nó. Đồng thời màn hình này cũng cho trải nghiệm xem các video từ Full HD trở lên rất tốt, màu sắc và chi tiết lên rõ ràng, thích mắt với góc nhìn rộng trong hầu hết các tình huống sử dụng. LG G6 có thể phát video HDR, hỗ trợ cả HDR10 và Dolby Vision. Không thể bỏ qua được Always On Display trên màn hình của G6. Nhiều người có thể cho rằng hiển thị Always On trên máy này mờ và khó nhìn. Nếu muốn dễ nhìn hơn thì tăng độ sáng lên cho màn hình này, nhưng lại dễ gây ra sự tốn pin. Tuy nhiên về điểm này thì với mình Always On của G6 là vừa đủ để nhìn mà biết về giờ giấc hay là notification này. Nếu màn hình Always On quá sáng và thỉnh thoảng các bạn lại nhìn vào đó thì rất dễ gây ra sự khó chịu cho người đối diện trong khi đang giao tiếp. Trong trường hợp tăng sáng lên cho màn hình này, thực tế mà nói pin cũng chẳng tốn hơn bao nhiêu cả. Nhân thể đang nói đến pin rồi thì chúng ta đề cập luôn đến thời lượng sử dụng pin của thiết bị này nhé. Đầu tiên cần phải khẳng định cục pin 3300 mAh của G6 không hề thuộc diện quá trâu bò, nhưng mang lại trải nghiệm sử dụng khá là thoải mái. Thế nào là thoải mái? Thứ nhất là dung lượng không quá cao nhưng pin xuống rất đều, không bị tụt như tụt quần gây ra cảm giác khó chịu. Mình đã nghe một số anh em sử dụng G4, G5 hay V10 nói rằng hiển thị phần trăm pin trên màn hình của họ có vẻ không được chính xác cho lắm. Ở 100% mà tụt xuống đến 90% thì rất là lâu, nhưng mà sau đó lại cạn nhanh. Trên G6 thì trải nghiệm 10% pin đầu tiên sau khi sạc đầy vẫn là rất tốt, nhưng về sau đó dung lượng lại xuống rất vừa phải, giúp người dùng ước lượng chính xác mình còn bao nhiêu thời gian trước khi phải sạc thiết bị. Trong sử dụng thực tế, mình đã khảo sát pin rất kỹ và mang về đánh giá rất chi tiết cho các bạn, coi như để các bạn trải nghiệm cùng mình luôn. Hôm đầu tiên mình nhận máy về là khoảng lúc 6:30 tối, lúc này thời lượng pin chỉ còn khoảng 5% thôi. Mình dùng một chiếc sạc ngoại đạo với đầu ra là 5V và 2A, hệ thống báo là còn khoảng 1:52 để đến đầy pin. Thực tế thì mình đã rút sạc ra sau 1:40 và được hưởng dung lượng là 100% pin. Và hãy nhớ là mình đang dùng một chiếc sạc ngoại đạo nhé. Có lẽ là sạc nhanh mà các bạn nhận được khi mua máy tại Di Động Việt sẽ cho trải nghiệm sạc tốt hơn. Mình dùng máy ở mức độ vừa phải trong 3 tiếng sau đó và mốc ghi nhận ở khoảng 11:30 tối là 80%. G6 đã tối ưu pin trong chế độ chờ khá tốt, bằng chứng là mình đi ngủ vào khoảng 1 giờ sáng ở mức pin G6 là 65%, và khi sáng tỉnh dậy vào lúc 9:30, tức là gần 9 tiếng trong chế độ chờ, thì mức pin còn lại là 57%. Tức là với một người sử dụng bình thường không cắm sạc qua đêm và máy vẫn báo OT bình thường, đồng thời chạy nền nhiều ứng dụng, thì chúng ta sẽ mất khoảng tầm 1% pin trong chế độ chờ mỗi tiếng. Mình cho là thông số này cũng khá là ổn. Và như các bạn có thể thấy trong hình ảnh này, thời gian mình bật máy trong lúc mà không cắm sạc đã là 12 tiếng rồi. Tức là trong sử dụng thực tế, bạn hoàn toàn có thể sạc từ tối hôm trước, rút ra dùng trước khi đi ngủ và dùng tiếp trong cả buổi đi làm hôm sau trước khi lặp lại vòng quay này. Tại sao mình lại nói là bạn có thể dùng cả buổi đi làm ngày hôm sau? Hãy cùng xem ảnh tiếp theo. Lúc này máy của mình còn 16% pin ở 5 giờ chiều và on screen đã đạt được 4:34 rồi. Nếu coi 4:30 là chuẩn mực on screen pin smartphone thì phải nói là mình khá là bất ngờ khi G6 vẫn còn pin khi đạt mốc này. Với các tác vụ sử dụng ở mức độ trung bình, kết hợp cả phát video, chơi game nhẹ nhàng, lướt Facebook, trả lời inbox và làm những việc riêng với những ứng dụng nhẹ nhàng khác một chút. Nếu như bạn nhớ lại chi tiết rằng 6:30 hôm trước là mình bắt đầu sạc máy, thì có thể thấy rằng G6 hoàn toàn giúp bạn yên tâm sử dụng trong khoảng thời gian một ngày liên tục trước khi tiếp tục cắm sạc. Có thể phản biện rằng pin của máy nào mới dùng thì chả tốt, thì đây, mình đã thử dùng tiếp tục cả ngày hôm sau cho các bạn. Trên ảnh các bạn sẽ thấy đó là thời điểm 12 giờ đêm, mình đã sử dụng màn hình được khoảng 5 giờ rồi và chúng ta vẫn còn 8% pin. Hãy theo dõi vào những tác vụ mình đã dùng để nắm được là mình đã làm gì trong suốt 5 tiếng on screen đó. Mình bật độ sáng màn hình khá cao khiến cho màn hình ngốn nhiều pin. Đồng thời mình cũng chơi qua lại Need for Speed No Limits, GTA Vice City và Advan 8, thỉnh thoảng nhảy ra rep 1-2 inbox. Khi bắt đầu cắm sạc lần tới ở 5%, mình có chính xác là 5:07 on screen. Vậy từ đây rút ra kết luận bạn chỉ cắm sạc 2 lần trong một ngày nếu dùng máy rất hardcore và gần như lúc nào cũng cắm mặt vào máy. Còn ở mức độ sử dụng bình thường, pin của G6 hoàn toàn có thể phục vụ được cho bạn trong khoảng từ 1 đến 1 ngày rưỡi. Mình nói là hoàn toàn có cơ sở chứ không phải là nói bừa đâu nha. Về camera, G6 sở hữu cụm camera kép gồm một camera chính kết hợp với một camera góc rộng độ phân giải 13MP với cảm biến IMX258. Nếu mà chỉ đơn thuần liệt kê thông số thôi thì bạn sẽ thắc mắc là có vẻ như G6 là cải lùi của G5, khi G5 đã có 16MP về camera chính và 8MP về camera góc rộng rồi. Tuy nhiên, cảm biến trên G5 có tỷ lệ 16:9, trong khi cảm biến của G6 sở hữu tỷ lệ 4:3, tức là G5 chụp ảnh rộng hơn và độ phân giải camera thừa ra dùng để bù vào phần này. Trong khi đó, G6 sở hữu khẩu độ f/1.8 cùng chống rung quang học, kích thước điểm ảnh 1,12 micron khiến ảnh cho chi tiết rất tốt và camera góc rộng được nâng lên tới 13MP cho hình ảnh tốt hơn G5 tương đối. Giao diện của camera này cho các bạn chế độ chỉnh tiện lợi ngay bên cạnh khung chụp ảnh. Nếu biết chỉnh mức độ ánh sáng và bộ lọc, gần như bạn sẽ không cần phải hậu kỳ thêm nữa. Bằng chứng cụ thể cho những lời nói của mình là camera sau chụp vật thể tĩnh rất tốt trong điều kiện đủ sáng, chi tiết tốt và màu sắc chân thực. Khi chuyển sang camera góc rộng, ảnh bị méo tương đối ít ở các góc, rất tiện cho chụp ảnh nhóm và không gian. Đồng thời chụp vật phẩm ở trên bàn để bán hoặc là khoe thì cũng hoàn toàn tiện. Ở đây thì mình có chụp ảnh chiếc BlackBerry Classic của mình ở cả hai điều kiện để các bạn tiện so sánh về màu sắc và chi tiết ảnh nhé.
Chuyển sang điều kiện thiếu sáng, mình chụp khá sơ sài khi chỉ để chế độ auto trong những tấm ảnh này và gần như dơ lên là chụp luôn, chứ không có căn chỉnh góc cạnh gì cả. Với camera chính góc hẹp, kể cả khi ánh sáng rất hạn chế, G6 vẫn thể hiện tốt với việc bắt lại được nhiều chi tiết. Đèn đường và đèn xe đang di chuyển không hề bị lóa mà tạo ra những đốm sáng như dự kiến của người chụp. Chi tiết những chiếc xe trong tầm gần đều lên rất tốt và hầu như không có những điểm nòi gây khó chịu quá mức. Bên cạnh đó, màu sắc cũng phân định tách bạch tuyệt đối giữa vùng tối và vùng sáng. Với camera góc rộng, đương nhiên chi tiết sẽ bị giảm đi. Đèn xe trên đường đã tạo thành các vệt, màu sắc cũng nhạt nhòa hơn. Vì vậy có lẽ camera góc rộng này sẽ hợp chụp phong cảnh đủ sáng và người theo nhóm. Đương nhiên đây là mục đích của camera này rồi. Về tổng quan, với camera sau, ngoài chất lượng tốt thì tốc độ chụp và lưu ảnh cũng rất là đáng nể. Chế độ chỉnh tay nhanh đa dạng không chỉ xuất hiện ở camera sau mà còn camera trước cũng có nữa. Camera trước này tái tạo ra người trong điều kiện đủ sáng tương đối ổn. Theo như mình thấy thì tái tạo ra người trong điều kiện đủ sáng thỉnh thoảng có hơi bệt một chút, không được tự nhiên, nhưng mức độ bệt rất là ít và phải khá khó tính bạn mới nhận ra điều này. Trường hợp mà mình thấy G6 cho ra màu da người hơi bệt ở camera trước là khi mình bật đèn tuýp quanh phòng. Và nói thật là nhà mình rất sáng, sáng trưng nên điều này xảy ra cũng là điều dễ hiểu. Khi mà ánh đèn nó kiểu nó oã thẳng vào mặt mình ấy. Khi chuyển sang chụp với ánh sáng mặt trời và với mẫu xinh hơn mình nhiều lần, camera này cho ra ảnh khá là mịn, thật và tự nhiên, không bị làm đẹp quá tay. Camera trước này cũng có góc rộng 5 megapixel, và ngoài góc rộng hơn ra thì trong một vài trường hợp nó cho ra sản phẩm không quá khác so với camera góc hẹp. Màu da người vẫn được tập trung tái tạo như phần chính của ảnh, và khi điều kiện ánh sáng tù mù thì chi tiết và mức độ giảm noise vẫn thuộc loại khá. Nói chung về cơ bản, nếu bạn mua một chiếc máy về và dùng để selfie nhiều ấy, G6 là một lựa chọn không hề tồi một chút nào cả. Phần cuối mình muốn nói về hiệu năng, điểm AnTuTu Benchmark mà mình chấm được trong điều kiện pin gần cạn, đầy ứng dụng chạy nền, RAM và bộ nhớ đệm còn chưa thèm dọn dẹp là hơn 130.000 điểm với gần 50.000 điểm 3D. Với mức điểm này thì mình nghĩ các bạn chắc cũng chẳng chê ở điểm nào được với hiệu năng của G6. Dù về thông số thì nó đã từng gây thất vọng khi chỉ được trang bị chipset Snapdragon 821, không phải là tối tân nhất của năm 2017, đi kèm với 4GB RAM. Trong điều kiện sử dụng thực tế, các bạn cũng sẽ thấy rất ít giật lag kể cả khi pin đã xuống thấp, chỉ còn dưới 10%. Đồng thời, cũng như các flagship khác, G6 cho bạn chế độ tiết kiệm pin tự động hoàn toàn và có thể tự hiệu chỉnh được. Qua đó có thể nói đây là một sản phẩm rất cân bằng hài hòa về hiệu năng và thời lượng pin. Thực ra mà nói, thỉnh thoảng mình vẫn thấy có khựng khung hình một xíu nhẹ ở những cảnh wreck hay là knockdown của Advan 8, hay một số những cái cảnh đánh đấm tung skill hardcore với nhiều xe cộ xung quanh trong GTA Vice City. Nhưng tần suất xuất hiện của những sự khựng này là rất hiếm khi xảy ra. Và mình cho rằng kể cả trong ít nhất là từ 2 đến 2 năm rưỡi nữa, hiệu năng của G6 vẫn có thể làm bạn hài lòng được. Để đảm bảo độ mượt mà tốt nhất cho sản phẩm, mình nghĩ các bạn nên reset máy mỗi 3 ngày một lần, chứ không còn nhiều, như thế là đủ lắm rồi. Để tổng kết lại, G6 là một lựa chọn cực kỳ xứng đáng trong tầm giá chưa đến 7 triệu đồng tại Di Động Việt. Với mọi chi tiết mang trên mình, gần như không có điểm gì để chê với một người dùng cơ bản và không thích đầu tư quá nhiều tiền vào một chiếc smartphone có giá lên đến 8 chữ số. Nó hợp với cả những người chưa sử dụng LG bao giờ. Đối với cá nhân mình, nếu hỏi mình là mình chọn S7 hay G6, mình sẽ không lăn tăn gì cả mà sẽ trả lời là G6. Thật luôn, chả đéo các bạn làm gì đâu. Thực ra thì mình định so sánh thêm với cả những máy khác nữa, có thể là đời cũ hơn, đời mới hơn này, cùng tầm giá ABCXYZ. Nhưng mà thực ra thì đến đây thì video cũng đã khá là dài rồi, mình sẽ để lại phần so sánh này cho các bạn. Nếu các bạn không ngại video dài mà vẫn thích mình chèn thêm các phần so sánh vào thì hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới. Để xem nhiều video như thế hơn, hãy đăng ký kênh Di Động Việt và mình sẽ còn gặp lại các bạn trong những video đánh giá chi tiết lần sau. PS, nếu như các bạn có thắc mắc về quay phim rồi chống rung rồi chơi game nó cụ thể hơn, nó chi tiết hơn như nào, các bạn hoàn toàn có thể để lại câu hỏi bên dưới, mình sẽ trả lời từng bạn một. Nhưng mà mình không hứa là mình trả lời hết đâu. Rồi, ok. Thế thôi. Đó là tất cả những gì mình muốn nói về LG G6. Chào các bạn.